Ngay sau phần báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận tại hội trường đối với những nội dung trình kỳ họp. Sau phiên thảo luận tại tổ diễn ra chiều ngày 6 tháng 12, trong sáng ngày 7 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận tại hội trường đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Không chỉ ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm đắc của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, phiên thảo luận sáng nay còn có sự tham gia của các sở ngành đối với những nội dung đại biểu còn nhiều thắc mắc. Nổi bật là ý kiến liên quan đến vấn đề mốc địa giới hành chính giữa xã Mang Bút, huyện Con Plong và xã Ngọc Yêu, huyện Tum Ba Rông. Có 3 thôn của Mang Bút hiện nay có thể nói là họ ở rất lâu năm trên đất của Tum Ba Rông. Phương án thì sẽ để cho 3 thôn này được sinh sống lâu dài trên cái vùng đất Tum Ba Rông và chuyển cái vùng đất Tum Ba Rông đó cho Cam Long, và ngược lại một phần đất của Cam Long sẽ chuyển cho Tum Ba Rông. Tới bây giờ người dân ở đó cũng không có được cấp quyền sử dụng đất các anh chị, và mọi cái đều rất khó khăn các anh chị. Thế thì cái việc này là như thế nào các anh chị? Đến khi nào xong cái việc này? Thì hôm nay thì chúng tôi hỏi lại một lần nữa để về trả lời với bà con cử tri quan tâm việc này. Trả lời ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung này, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nội bộ một huyện, một tỉnh không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Nhân dân của xã này, huyện này hoàn toàn có thể canh tác ở địa bàn xã khác, huyện khác. Với những hộ dân xã Mang Bút, huyện Con Plong đang sản xuất trên phần diện tích đất của xã Ngọc Yêu, huyện Tum Ba Rông, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ dân này thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Tum Ba Rông. Một vấn đề đặt ra là hiện nay hầu hết cái diện tích canh tác của dân Mang Bút mà trên địa bàn xã Ngọc Yêu của huyện Tum Ba Rông thì nộp vướng vào quy hoạch 3 loại rừng. Thì trong cái tiếp xúc cử tri thì cử tri xã Mang Bút là cũng đề nghị huyện Con Ba Lông có ý kiến với huyện Tum Ba Rông là đưa cái diện tích mà canh tác của dân mà đang vướng quy hoạch 3 loại rừng thì ra khỏi cái quy hoạch 3 loại rừng, để là khi mà quy hoạch tỉnh được duyệt và quy hoạch lâm nghiệp được cập nhật thì có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân Mang Bút. Làm rõ thêm thắc mắc của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về phương án giải quyết đối với mốc địa giới hành chính của 2 xã Mang Bút, huyện Con Plong và xã Ngọc Yêu, huyện Tum Ba Rông, đại diện Sở Nội vụ đã có những giải thích cụ thể. 3 cái thôn của Mang Bút là diện tích trên 11.000 hecta, và Ngọc Yêu thì cũng tương tự. Như vậy thì 2 địa giới hành chính này là thuộc nội bộ của tỉnh Kon Tum. Trong cuộc họp năm 2020 của Ban chấp hành tỉnh Đông Bộ là thống nhất hoán đổi bằng diện tích tự nhiên. Sau khi chúng ta hoán đổi xong thì vị trí diện tích của 2 huyện và 3-4 xã của 2 huyện không thay đổi. Nhưng vì sao nó liên quan đến vấn đề này, đến giờ phút này chưa ký ngã ngũ, vì cái địa giới hành chính nội địa nó liên quan đến tổng thể của địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Điều hành phiên thảo luận tại hội trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết hợp lý đối với vấn đề mốc giới hành chính giữa 2 huyện Con Plong và Tum Ba Rông trên tinh thần đảm bảo quyền, lợi ích thiết thực của nhân dân. Tôi có ý kiến thế này, tuyên truyền vận động bà con. Bởi vì bà con đang ở bên đất của Tum Ba Rông, bên Ngọc Yêu. Và cái chỗ mà bà con đang ở và nương đẩy bà con đó là địa giới hành chính của xã Ngọc Yêu, Tum Ba Rông. Đó là cái mà tuyên truyền thứ nhất để bà con đồng thuận. Rồi sau đó là cắt khẩu và chuyển. Còn nếu như mà nếu chuyển dân số 3 cái làng này qua bên kia thì dân số Mang Bút là giảm xuống và không đủ tiêu chí dân số và diện tích, thì cái đó là tính tiếp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh giao việc này cho Ủy ban sắp đến khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Phiên thảo luận tại hội trường ghi nhận thêm nhiều ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về các nội dung quan trọng trình kỳ họp.
Phiên thảo luận được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp trên sóng KRT.